chúng ta phở flow chart đồng bây bằng hai vị ấy. Ok, mùi này flow chart. Chúng ta phở flow chart đồng bây bằng hai vị ấy. Ok, the active of delivery management. Ok, chắc là tiêu mình flow bài này mùi, mình này thầm mình. Chắc mình này thay dương overview bị flow này application dương tiếng mùi. Thay P để chập vào đáy, nâng P để bật chóp. Application dương thua ấy bằng khắc nâng nâng. Chắc P chập vào đáy máu, kêu dương cho power on. Và đó power on hay kêu dương scan environment. Tập vì scan environment hay kêu dương generate map and location. Và đó mà tiết kêu dương plan route. Và tôi mà tiết cái ở dưỡng vừa ấy vacuum on hay route nâng cứ miên chia report mùi tiết xử nhập từ nè chân flow chart này bởi dưỡng giấy ai chia flow chart này ở kỳ xử này. Ok, chân bởi nâng nâng IT dưỡng cứ dưỡng ai cụ bạp nâng bàn này thả system dưỡng khỏi bị dưỡng chập đám chỗ máu là hốt đòi dưỡng chập đám trên vĩnh dưỡng vừa ấy bàn khả à lấy là cụ ở tì hò mùi ở tì hò là cụ ở tầng ốc này cụ flow chart ở phía Facebook. Chắc phê đã được học nha cho được căn facebook.com bài này. Ok. Chẳng dương start ấy, chẳng dương thử thử ấy và tốt. Chẳng dương vay user dương email, phone number, vay password thử cả login. Chắc phê login cho đọc Facebook hay đó thì ai thử ấy bán khác nơi lưu feature Facebook nâng. Riêng rộp ở máu. Đọc phê riêng rộp ở hai dương cho lọc ai mũi dương ai trên Facebook bài này. Chẳng dương và chọc application bởi dương. Chẳng ảnh cứ tiện tôn cho mùi nâng flow chart. Chứ theo tương chứ mới DFD mình Data Flow Diagram. Cứ cái trong sầm đau từ lửa ấy. Nếu bây giờ dừng riêng Software Engineering rồi có System Analysis. Nếu lại này phía trớn chụp được nông System Analysis trớn chiếm. Ok. Chứ nếu bây giờ dừng sắc xa phía Data Flow Diagram là khu ở tiêu hoa Facebook tại đây. Chứ nếu nông Facebook bởi dừng này có lại ná đại việc hở ca nghe chứ mới data. Vì để dương quay URL mùi đặt ra facebook.com vì thử ca tiên data màu ở rồi có thử ca insert data từ ở ở đây chân cái này nâng ở trong bài dô vì một cú phân data flow ấy. Và đó mà tiếp vì để dương thử ca login lấy nè đặt username, đặt password chân vì thử ca thử ca như mùi data ở thử ca dạ cho account dương chấn cho mà đo data flow diagram cái xua dương là data nâng viên rút bài mệnh rồi có viên miên on track cam bài nè được trong system nâng chấn ở tiêu ho user ní đa tua chia student ní đa tua chia user chấn dương chia user ấy chấn bây để dương login cho Facebook chấn dương viên process ấy đó hay dương thực hở data ấy đó bây lock cho đo Facebook hay dương ai thua càng nghe ấy bàn tiệt nâng mùi data nâng. Chẳng bởi dương dây phí flow map, flow chart, rồi có flow diagram dương bắt đầu từ lưu process. Chập đầu mới thuộc ấy khác, từ ná và chọc nó thầm ná. Đó bởi dương dây ông phí DFD mình nên hả, dương dây ông phí process này data bởi dương rút bạc mệnh. Tỏ nát, chẳng data tiết tồn với data bệ hệ. Chẳng data lại nào khác để thử phở data, lại nào khác để ọt phở data. Lại không nào khác thử phở storage cho mùi nâng thép bó lại nào khác ớt. Cứ nâng nóng đi ác đi dừng nâng. Ok. Chân rút bài bản ná. Ok, student, thì họ library student còn ai phụ ấy bán khác. Còn ai deliver book, return book, borrow book, search book ấy dừng tự. Chân với mình process hay với mình data store nâng nâng. Còn bài flow chart ở mình, process, ở mình data store thì mình tập process hết. Ok, chân mình overview bản bản năng áo. Hay bởi xin chìa ở thọp chuột tế là cụ ai lược symbol được hoặc nâng dơ màu bình chứ nhưng bắt đầu lược symbol cho ra một tịch để ra tại dương sắc xa từ lược OOAD chân thử ca mơ từ lược tại tôi ngồi contact diagram xin xin chân và chọc anh đi phân nâng. Ok, và chọc việc phân nâng đấy. Ok, và chọc anh đi phân nâng đấy anh đi cực được kia đấy. Ok, mình đi học tế. Ok, chẳng châu đo cầm rật OOAD ní cứ chia cầm rật mũi đầy dương mình chỉ developer tiết đi dương là người developer mà cầm rật đầy
chương ai chỉ nhận sản phẩm riêng client hay nâng developer bởi dương mình đây dương nơi chọn lọc cả đá lấy developer hay nơi chọn lọc cả đá lấy ok customer là cái cho người dân phương bộ quản này cho người ti ho tha developer còn xin phép mà tha system nâng phương ốc bán tạm tam requirement bó ở tệ chôn này chứng dương đó sẽ ai bài của mình nông điểm để dương nơi cả đá lấy thì ở tệ chôn còn trong bàn nơi feature nâng bật thèm tại ta dương thật đọc sẽ ai mấy đồng bây phép developer tới ai có dù chẳng developer quan ở ban spine yul bị business case thế ok hai chất tương mùi customer có quan ở ban spine yul làm pí ok cua phở source code nè framework nè rồi có develop cho mùi phía xa ấy rồi có storage được nâng database ấy chứ quan ở đằng này quan đằng đó business có root mao bài nâng ok chấm này developer quan đằng đó là C code tới bài nâng làm bài ban form nâng hủy với cho database nâng chúng vấn đề cái gì đẹp combine ok stakeholder pi nâng cho kia chẳng cứ dương nó cả đảo là ngày dương cu ok flow bài mấy ở developer mưu tôi dốt ấy ấy client để con dây máu dốt ta nói chẳng anh ấy chỉ problem mùi thì họ tha dương miết developer mà crom dương từ tôi bị chèn bị client mà crom chẳng thử mấy ấy ok anh là bao mùi nâng khang developer mưu cả dốt khang client còn mưu tới cả dốt tiền để client quan đăng đặt business khai hệ tiền để developer quan đăng đá develop code để chẳng thử mệt nâng niềm được off này chia và check manager cho ok chẳng là nâng dương thờ đồng nọc ra vậy hay tích tiết ok dương đừng để chuộc khai off nâng trở ấn tiền hay dương cua đọc sẽ bài của mình đồng bây ai ok so là khai nâng đồng bây ở khẳng nọc understanding đất hàng đi understanding đại thế chẳng miễn phân năng lâu dừng thật lọc màu ở mê riêng dừng tịch chẳng lực hữu cắt trên phía sập hư tại đại lực tế phần này hình dẫn khai bằng tịch chẳng được nông OOAD ní ok bởi dừng research tới vì hình của bài rô hình tịch chẳng mẹ bộ chia môi năng tại sao vì admin đào từ lưu OOAD sau tế và sân chia OO concept rồi có OO programming sở bộ bình tại sao đại dừng đào từ lưu chẳng nói mùi mùi có bà ta bà dưng vậy ôi chữ tí tới OOAD nâng nguyên chìa top ấy chìa cả pool mua vậy chẳng nguyên tà lẹ mệt màu miên hay khá ấy khá cứ thần được nông OOAD nâng tự ngọt chẳng dưng ai cũng bài nguyên chìa pi ở cả nát OOA hay nâng OOD mình nên thả Object Oriented Analysis nâng Object Oriented Design chẳng dưng bắt đầu từ lưu ca là lại từ lưu object nâng bắt đầu từ lưu ca design từ lưu object anh nhờ chỉ phí bài nâng bàn ok hay sử mẹp vọt vía vì miên trởn chứng năng có bật này là khu xâm lược do tài buồn chuẩn đoán mà tế chuẩn đoán tí mũi cứ tu sử vọt cho nam học sập chẳng object và dương đại lược lạc mắc khi hào chỉ object language chẳng ở toàn miên object oriented programming rồi có object oriented analysis ấy tế cứ kê hào chỉ OOL Object Oriented Language Range ok, đại tiện tương chỉ mùi nâng OOL nâng cứ thử ban researcher mà Chrome nâng quạt và cao tuyên lại ok, đâu mà quan phòng mùa nơi chất sắp dương miên Alan Kai mùi hay nâng researcher bà quạt mà Chrome tiết ok, quạt và cao ban thì chia Object Oriented Programming rưu có OOPL chân phải mau phí OOL thẳng lương tại đại ok và to mau tu sửa vọt trên năm bài sắp mình Grady Boyne còn bàn public paper mới đành dễ dòng phi Object Oriented Design như được cái dân hai tháng OOD chẳng chắc bắt đầu bài mê thiêng màu và to là hốt đó tu sửa vọt trên năm cao sắp ok lục hốt này bàn và cao tư chia Behavioral Diagram chỉ mùi nâng Object Oriented Method hay bắt đầu mà tiết mình Object Modeling Technique để dân hai tháng OMT ok, và cả lãng đại lục Gem, Robot hay nâng mối tiết cứ Object Oriented Survey Engineering để dựng hạ thả OOSE đại lục, ok, y hóa cho cục sơn chắc là khu lực dùng một phần nâng hay mà đo bài cho bọn miên A và Time tiết thì ổng ai từ mưa overview với Time tiết ok, tiền lựa online được lựa sập hơi dân tử chẳng và to máu lực hữu xung bạch viên tư chi Object Oriented Analysis chúng nó không tận ca analysis nếu dương phương ấy khác chứ dương ai cắt về mà còn dương máu hay bắt đầu mà tiến bài về tới chia object oriented design mà còn tiền
chân đập không đi giá nhưng thua ấy khai nhưng phở ấy khai ok chân là nắng cứ vì ai tiếp tục mũi đại diệt làm dược đại chân đập không object oriented analysis này cái đặt tha is the procedure of identify the software engineering requirement and developing software specification in term of the software system object model which okay comprise of the interacting object chân dương thua ca từ lưu object bởi dương dương đào object hái dương vô viên mà analyze và thêm tiết để tôn cho mùi nâng ok software bởi dương hai nâng thử cầm nó từ lưu requirement để khác được nông nâng chân tiết tôn cho mùi nâng OOA ní dương ách phở diagram phì để khác nâng miền UK diagram nâng object model chân được nông UK sorry OOA phì ní cứ miền được nông dùng ở diagram đây là cụ ai được học niệm phở chúng bạn xin chỉ cần riêng nè chập vô UK rồi còn chập vô object model chẳng ai over ví dụ cái loại năng tích màu đó là tha viên miền symbol bài mấy ai design map implement the lứa object oriented analysis năng bài mấy ok chúng xong phần nâng chúng kết tôn chỉ mới năng thay đại chỉ primary thay map ok object oriented analysis năng miền phần màn cho nói này thì mua dương từ identify từ lựa objection thì dương chọn thưa từ lựa object nè thì pi dương organize từ lựa object đại bậc cao từ chia object model diagram chẳng mua gì ai từ mua năng bậc thêm đấy dương đăng ngay tha ok cả riệp chọn rồi còn bậc cao object năng bậc cao bài phẩm bảy ok thì bây dương define the internal of the object chẳng nếu không internal object dương miền a hay miền attribute a khác chẳng cầm not về off máu hay chỉ nói mới tiết cứ define behavior of the object ok chẳng và to mới tiết dương describe how the object interacts chẳng bởi dương vậy ở clay tới via đôi class diagram đại mình này thì tí hoa dương miên lâu là của toàn chỗ class hình vậy là object cho và tí hoa tóc mùi rồi có cả A đi mùi via chỉ object ấy chẳng mùi nát này dương hào thay chỉ attribute bởi via ok hai mùi nát này dương hào thay chỉ ok behavioral bởi vì hai mươi nát để dương hào tha chia object interactive bởi vì tỏ nát chẳng mình nên hạ tộc nâng mình phô ấy chẳng hạ phô nâng cứ ok dương phép cái đá tộc nâng phô khiêu chẳng hạ phô khiêu nâng chia behavioral bởi vì chẳng hạ attribute vì cứ color chẳng đọc bị interactive bởi vì ok bạp mạch chẳng đọc bị để tộc nâng mình motivation này mùi tới rồi có miền action này mùi tới chẳng hạn nâng chia ok operation rồi có interactive năng này chẳng viên sử dụng dù mùi nâng class diagram bởi dương đại nâng lại nâng khả năng việc khó khăn nên tình tình vậy ok tại sao viên bắt đầu từ lựa object chẳng viên để object nâng miền hơi ọt ai phải lìa viên tới ấy tiết bàn này một class dương ai và cao chỉ object sẽ mẹp tiền vô tập hợp bàn từ mục tiết tiết tuôn dù mùi nâng ok object oriented design chẳng ca phở phê object oriented design ní kịp phở nó phê nạ chẳng object oriented design involve implementation of the conceptual model produced during object oriented analysis chẳng bởi dương sẽ có vì ở chữ tích tế à design ní thân được nông analysis tại đây còn bởi nay vì chia đầm nạ ca muối để dương thua ca implement để lựa concept mà chỉnh nguồn được nông ca analyze bởi dương nặng chẳng khỏi bị analyze tới dương khơi problem rồi chẳng dương vô ấy tới identify problem nâng cứ vô object design nhưng dựa tới rồi cầm not cho nói ni design vì chỉ object ấy dương tới lược đặt nền thuộc tới client tới chía ok OOD nâng mà toàn tiền chẳng được nông OOD concept ok concept in analysis model which are technology independent chẳng hạ sài lừa technology đại chẳng bộ việc căn tới từ nước dương phở technology căn đá loài chân từ are map onto the implementation class constraint are identify and interface are design chân được không đi ok dương ai chat về chỗ đặt mặt nạ tới ok dương ai tới cầm not từ lưu constraint mà chuyển luôn tới hãy dương chạp đang thua ca design từ lưu interface của việc ok chân ta tôn chung mùi nâng ca implementation này ok OOAD nâng khi ai dương mà phòng màn trình nội như đại thì mùi restructuring the class data if necessary và dân thì chạm bách
ที่2 implementation of method โอเคจังยิงเผอตะลือ method ấy สำหรับคลาสนึงที่3ยิง implementation of control โอเคហើយនឹងទី4គឺយើង implementation of association អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពី common model ដែលយើងប្រើនៅក្នុង OO AD ហ្នឹងអាចទាំងអស់គ្នាអាច analyze ចេញអត់អូខេចឹង the common model use in OOA OOD អូខេយើងប្រើអីចឹងទី1ដល់អ្នកគ្នាត្រូវ restructure the class ទី2ដល់អ្នកគ្នា implement method ទី3ដល់អ្នកគ្នា implement control ទី4ដល់អ្នកគ្នា implement association អូខេចឹងដល់ពេលដែលគេដាក់មកបែបហ្នឹងយើងអាចប្រើ class diagram បានទេអូខេចឹង class diagram មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងអាចទៅបង្កើត class ណាមួយបន្តមកទៀតយើងទៅបង្កើតតាក់ទងជាមួយនឹង attribute នៃ class ហ្នឹងមកមានន័យ class បន្តមកទៀតយើងអាចបង្កើតជា method នៃ class ហ្នឹងឬក៏ជា operation នៃ class ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងបង្កើតទៅជាអូខេ relationship class ហ្នឹងមានតំណែងទៅ class មួយទៀតបែបម៉េចចឹងអាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង association ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត operation គឺវាដើរតួជា control បាទឯងនៅពេលដែលយើងបង្កើតទៅជា method វាក៏ស្ថិតនៅក្នុងជា operation ដែរនៅពេលដែលយើងបង្កើតវាជា attribute ចឹងវាដើរតួជាអូខេតាក់ទងមួយចំណុចមួយដែលពីពណ៌នានាពី class ហ្នឹងចឹងយើងអាចរុញវាទៅជាមួយ method ទៅជាមួយ control ទៅជាមួយ association ដើម្បីធ្វើការងារបានបាត់ដែរចឹងលោកគ្រូសុំ define វាថាប្រើជាមួយនឹង class diagram ចុះអូខេអញ្ចឹងចប់ពី OOA ហើយនឹង OOD យើងគុំចូលគ្នាបានជា OOAD មួយចឹងនៅក្នុង OOAD ហ្នឹងវាកំណត់ definition បែបម៉េចចឹងគេថាថា is a software engineering អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នារៀនហើយណា software engineering មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាឡើងវិញ is the software engineering approach that model a system as a group of interactive object អញ្ចឹងមានន័យថាវាជា approach នៃ software engineering មួយដែលធ្វើការ model ទៅលើ system របស់យើងទម្រង់ជា object តើណាអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានទម្រង់ជា object យើងអាចមើលឃើញយើងអាចប៉ះបានអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ OOAD របស់យើងហ្នឹងអូខេទៅមុខទៀតអូខេគេប្រាប់ថា the various model can be created to show the static structure dynamic behavioral and run time deployment of this collaborating object there are a number of different notation for the representation this model only such as model is okay អញ្ចឹងគេដាក់ថាមានតែ UML ទេដែលយើងអាចយកវាមកប្រើជាមួយ OOAD បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាប្រើ OOAD តែខាតត្រូវប្រើមួយ UML okay UML language របស់យើងឬក៏ UML diagram របស់យើងចឹងក្នុង UML diagram បែងចែកជាប្រមាណប្រភេទអូខេបែងចែកជា3ប្រភេទប៉ុន្តែយើង search Google ទៅមានតែ2ឯងនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូលើកយកមកតែ2ដែរសម្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នា demo អូខេចឹងសូមបន្តបន្តិចទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើ UML នេះទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបាន3 category មាន structural មាន creative មាន behavioral ចឹងបើសិនជាវានៅក្នុង category មួយណាអាចយកអូខេ UML ប្រភេទ diagram ហ្នឹងយកមកប្រើមកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអាចទៅមើលនៅមេរៀនមុនឬក៏ video មុនទៅគឺមានហើយលោកគ្រូបានចូលទៅក្នុង pattern design ចឹងក្នុងហ្នឹងមានការបែងចែកលម្អិតអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតនៅក្នុង OOAD នេះគឺយើងកំណត់តកតងមួយ object model មួយចឹងនៅក្នុង object model ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការងារទៅលើអីខ្លះហើយវាបែងចែកទៅជាចំណុចអីខ្លះគឺយើងបាន detail នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយយើងអាចមើលទៅលើមេរៀនយើងបន្ថែមទៀតទៅវាលម្អិតជាងអ្វីដែលលោកគ្រូយកមកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេប្រើតកតងជាមួយនឹង unify approach មួយឬក៏យើងហៅថា UA ដែលជា method មួយសម្រាប់ធ្វើការងារជាមួយ software development ឬក៏សម្រាប់ធ្វើការ develop ទៅលើ object model របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងអូខេហើយនៅខាងលើនេះអូខេគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលឬក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងនិយាយអំពីការប្រើ object model របស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំបន្តទៅខាងក្រោមទៀតអញ្ច
chân là khung object model này dương ai bàn chạy về chỉ pi cái tắc rải thì mùi cứ object oriented programming ok thì pi cứ object model luôn viên nè chân là khung tệ tương chỉ mùi năng object oriented programming được học này bàn riêng hai ở hệ OOP miền là khung C++ tiếng Java dễ rút mọi từ miền programming language nè cứ miền OOP năng châu lại rồi có object oriented năng châu lại. Chương object oriented is a program paradigm based upon object okay, having both data and method that aim to incorporate the advantage of the modularity and reusability. The important of feature of the object oriented program are okay, button up approach okay, program organized around object group in class focus on the data with method to open upon object data, interaction between objects through function, reusability. Chương đặc năng object oriented này, bởi dương bởi lìa viên tới chia diagram, dương phở tại chủ mùi khoa diagram này. Hay object đưa chữ ở sơ khơi miên này, trong ca phở diagram của viên. Chương đặc biệt đại dương chua khoa diagram mùi, dương ách bởi lìa khoa diagram nâng tới chữ phí, ok, tới chữ phí function. Function thì mùi, dương mùi viên tới chia program, program này. Ai ta sẽ chỉ program xem xem, chỉ method xem xem, chỉ function xem xem. Overview mùi tiết, rồi có function mùi tiết, dương rung viên tới chia data. Bác cao chia database, bác cao chia EO diagram, bác cao chia attribute, bác cao chia data type xem xem như thế. Chẳng những ai mà mơ ai xâm phó bị class diagram tích tớ. Chẳng là cụ đặt class diagram of cell. Ok, chẳng những mà mơ cái này nè, đây là một ẩn tích. Make ok rút đã lươn mà lấy ok mùi ní mùi ní chọc ok study extreme programming perspective ở thở tế là đại inventory bánh thông chiến ok mùi ní for inventory system chẳng dừng overview bên này trên đó không inventory dừng cứ miền class diagram mũi đại class diagram nâng miền class chùm luôn mãn mũi p bấy buôn pram manager miền bấy order miền mũi hay nâng owner miền mũi đó là khu xông lược vô tại class owner mà mũi chọc chẳng class owner này cái bánh trai chỉ ấy class chứ cái bánh trai chỉ bấy này hàng lớn cả đá lên hàng cầu chẳng hàng lớn này chỉ class name bởi dường rồi có chỉ entity bà đề nếu không có đá lý vì cứ chỉ attribute ok rồi có chỉ behavioral này class hàng lưu đi và đó mà thiết hàng khổm này chỉ operation rồi có chỉ method rồi có chỉ control đã miễn được nóng class bởi dường nè chẳng bởi dường bởi lý vì tới chỉ ok programming dường bán class mối chung mô tha owner hay dường miễn method mối chung mô tha order stock sell stock management, return stock, okay, report quality issue, event track order, mean agent tag. Chẳng bởi dương bởi lý viên tới chế database, chẳng khoảng này, viên khoảng tới chế table owner mùi, đã mean column name chùm luôn P, ID hay nâng name. Còn đó, okay. Và tao mà tiết, bởi sân chế viên mean relationship to can ordering. Chẳng những ai cũng nói bàn đây thế, order dương mean column name chủng nguồn bảo mạng ok hai miếng method chủng nguồn bảo mạng chẳng dương ai implement chỉ program bán dương có ai implement chỉ data bán đại chẳng bán khối máu kì lên sắc xa phí EO diagram ấy cứ kì sắc xa phí object oriented vậy chẳng overview bỏ object oriented cứ nơi tròn đằng ấy còn bản thế developer dương mà chủng nguồn còn ở bán kết từ lỡ ok relational được nóng object oriented đi. Rồi có association được nông object oriented tế quạt cất tài lượng object mùi mùi thì họ quạt sắc xa bị owner quạt ta xe via apply vì mùi là rồi quạt ta sắc xa ta owner quạt ta bàn chạp ở rộng ta owner nâng thử mean relationship chủ mùi nâng order chẳng biết thưa ai quạt missing từ lớn relational mùi vậy chẳng ta biết để thưa càng nghe thông tới record dương căn để chờn tới data group rộng lên bàn mean bài nhà hàng ok, chẳng hạn này sẽ tới chia problem để thật đó sẽ ấy. Số ra hết ấy, tí mũi có đặt bàn từ sức xa vì context diagram bài này.
ti pi quạt bắt đầu tại lơ object object tại mùi ok ở miền concept er hai ở ban thờ association được nâng object tiết chứ thôi quạt bật lên lại như này admin diagram sẽ miệt chọn này chẳng pi để bắt data migration tới admin relationship hai mùi tiết background database bị dừng bị khổ mau tiết ở sự prang tiết có chấp làm lên quality relationship có thể đặt relationship tới bây giờ insert tên này tới một bài ok anh chứng là bây giờ data mới viết đạch để lấy cái này cứ từ này ở miền nơi này system nó phở ban đấy mà rồi nè bây rồi nè mà còn nè chỗ đó mơn nè kể bỏ chào restructure data language ok chứng thử kết cho nó nâng language xem em dương đại chia developer hay xem em nè đại chia project manager có thử ok chui này norm developer dương bật hai bên này hay phía trên rừng đại ca mình là bạc nâng chấm pua freelancer mùi tp chấm pua ok khi dương đại chọc bachelor cho năm đi buồn có thử project mình đi ra có thử không dạng việc lấy freelancer đi khi nè có thử không dạng việc lấy đi khi nè hai hạt ấy bạn có chụp bài nhà nâng để xa có admin team chứ còn cần thà nâng trớ có tờ tạm lời nâng này đó vì dương thư ca nghiên trị thêm nó còn hôn dương đã nâng tới ok hàng mà nè nó còn khơi khoát còn bật thèm hàng nó khoát bật thèm chứ bật thèm từ bật thèm máu group feature bật thèm bởi dương chỉ freelancer tại ấy cứ từ bạp nát cứ từ bạp nâng này chứ nó vì đây customer còn chèn tích còn thử restructure từng ọc ok ấy đang xẻ với database thầm mà mơ record ấy ọt ấy vậy cho bọn đọc mơ record cho bọn mà liền record tiết ok chứ nó cứ ngọt vậy ok chứng tiện tôn cho mùi nâng data bạp nâng hay là khu thuộc thư data ai sẽ là nơi ta kèo data có mình đang bị xin làm bị con đọc buôn đo mà phải buồn bằng cả thư nâng nâng mà phải pin là gì chẳng bị ấp đo đọc cho nàng này tên là này hay con sớt và hay chỉ bây con nẹ sử dụng tầng ọ và hay chỉ tung bây con nẹ nâng hay nẹ để chóp và hay chỉ ai không buồn nổi nẹ chẳng nè đây bà bạn thưa data đây bà bạn thưa những cái cứ data đây cùng buồn nổi nè là ngày để xa quạt chóp chân quạt chọc đem cùng bảy cho miệng chân cùng bảy cho miệng không mà cho miệng vì miền trời một chia chân dân tròn vì tới vì miền bảy hai lưu vận tụ nâng ở miền nè chui data in dry chân relationship ấy tròn hay ở hay ok và đầu mà tiết của miền lục vùng miền nè tiết có quạt can khăng la rồi well quạt có feedback tha nếu phở ER diagram thì ấy tiết sở máy này cái phở nâng tỷ cái phở object oriented thầy tại vì lực hữu xuất qua tới ở chơi dương ọt bắt đầu từ lửa diagram ở tiêu hoa table student ở thử cáp show up cho mùi register ở thử cáp show up cho mùi nâng ở table subject A này có thể ở trong bạch đi vô tại ok record có ID bộ sơ tớ đặt tờ tam table mùi mùi tớ cứ dương ai identify bà này ok chẳng tới có chấp làm kết hà bỏ thừa chẳng dân cua phở khơi đi bạn nè để mấy ai ở về in để cho anh thấy bạn là bây giờ dùng tiền data dùng màu ưu tiên ho ok ưu tiên ho tha thía có riêng cho buôn cho nèm chứ là cụ vay để ai đi bỏ thía tới hay là cụ trong link được cắn tên là này bỏ quát từ lớp vẫn tụt đẹp buôn cho nèm nừng chẳng buôn cho nèm về miền phẩm bảy cho miệng chúng cũng bày cho miết không mà cho miết miên phổ mùi sập chích chẳng dừng liên tới vì miên phổ mạng sập chích quân châu kia tất khơi nhảy chẳng thường mấy dầm bày ai vô tại ai đi đường mùi hết tiền vô bình tụ được ọt năng mọc bạc bỏ ọt phở in ở chóng khua ri ọt chơi nhảy ta đắt còn bà ta khuyên quạt phứa nửa lưu lò rồi quạt ai phương bàn bạc nâng chẳng tức là xong bọt bì sọt quạt riêng tờ hay riêng lò rồi quạt bì chân nám riêng ọt chết cả chục riêng bình chứ là cứ nơi đã cất hà viên miên relational của viên tận này còn đại việc bọc nơi lại nà mùi tỏ nát thì chẳng nơi tại ớt ai bọc bóng relational chào bạn chẳng khẩn sắp từ bốn nơi tại ER diagram chẳng còn sơ khỏi khỏi feedback ở quát phở cho mùi nâng diagram mà hai màu trong relationship cho ai hai từ còn bên đây nó bị để quát chắc đau mùi Microsoft Access quát sai để sao Microsoft Access bị chọn diagram tới đặt khác thử từ miền primary key ớt primary key tí insert tên này này ấp cho lên table đặng ọt nưng chừng thử tới insert a table down sân đai miền primary key nưng hay bạn bắt to tới foreign key tạm khỏi nơ pê lục được khỉ
từ lúc lúc à foreign key ở option bạn anh mà lúc primary key nâng bàn chẳng viết vừa ơi miễn phải nhà từ lứa ca query data chẳng quan trọng đám giấy thao của bạn riêng. Ok và đây chạy sẵn đưa chị ở miễn phải nhà ấy tế rồi mẹ nhận đề còn miễn background data chẳng xong overview phần nâng nhưng bà to từ ca nghe dương tiệt. Ok chẳng được khôn ông OOP ní nhưng anh phải tạo mùi feature object programming phần nâng bàn hay và to tiếp là cụ xong script viết từ object model. Cho nên trong object model này cái bánh chạy chia object same thing đôi chia object hình chẳng object cứ chia real world element rồi có chia ở tại tôn mùi fake stakeholder rồi có chia a mùi để dân ảnh mùi khinh bạc bán chia object này đó phía hai dân miên chia class. Ok chẳng class cứ chia collection of object chẳng chia bằng đống này object bởi dân để chạp viết và cho khí chẳng tờ rồi có đạo viết. Ok chia category mùi rồi có đạo viết chia ok block mùi như chẳng tờ. Ok và to mà tiết dương miên encapsulation. Encapsulation cứ chia tiện tôn chủ mùi nâng ca xe object dương thay dương ai nhà xe viên ban cầm rạch nè. Ok hai vi ai ok rụt đo cầm rạch nè cứ dương ai phở nơi lưu encapsulation nâng này chẳng nông ní kì miên chia data hiding. Ok chân data hiding này có lúc của bạn specific clang đấy ai từ mưu việc bật thêm tiệt hay miên chỉ mistake passing. Ok miên chỉ inheritance chân anh ấy dương đang chụp cái này nó bê đề đó cái này overview bị đại dạng làm chóp ai xâm hợp bị việc bạn này chân được nông inheritance bởi dương cứ tiệm tông chỉ mùi nâng bập hết bởi viết về miên bập hết chân nguồn pram single inheritance multiple inheritance multi-level inheritance hierarchical inheritance nâng hybrid inheritance. Ok chẳng inheritance đó hình như đăng này nhưng mình khá thông mối inherit màu chỉ khá tui mới tiết tới cầm rung nâng nhưng hào thà chỉ inheritance này. Ok chẳng này polymorphism chẳng polymorphism ní kì còn đập hẹp dương thà. Ok vì mình sẽ mà đập hiếp mối to take a multiple form. Ok chẳng polymorphism implies using operation in different way. Chẳng polymorphism này có được hóa sức cho bác về definition nâng cao pra pra một việc đại. Chẳng bổng miên kinh dương ai thuộc thua ca mỗi việc ai lược ai xâm khoa là không có đại dạng làm dương màu. Ok, thả viên miên overview bài của mình. Hãy khi nông nâng dương miên chia generalization đại chia association rồi có dương hào ở Clayna relationship. Chẳng viên chọn kinh dương mấy khá nâng chụp khá nụ bài của mấy cứ ai nơi lửa relationship ở nâng này chẳng generalize rồi có specialization represent a hierarchy of relationship between class where super class inherit from super class. Ok chẳng ai từ mơ example viết tới nó này ai dùng phí generalization nâng này. Ok nóng này cái mình link hay nâng association chẳng phổ phê relational chỉ association vì mình symbol bài của mình hai viết trong relationship kia bài của mình chẳng hạn nó có cái miền giấy này hay nhẹ để chơi vô class diagram cứ thử demo cái này nâng ngay lùm ẩn tịch tổ nát để ra đây class dưới bắt đầu từ lưu class thật tế bắt đầu từ lưu relationship viết từ học nên nâng bắt cái này nâng ngay bắt đầu học nên bắt đầu tiền relationship tiền class tiền object từ học nên ai hổ viên màu bàn của họ mean general generalization association specialization, composition, aggregation. Ok, đây chỉ miễn bổng phở trong cái chọn relationship này. Mùi tiết tiết tông chỉ mùi nâng degree of association bởi dương chẳng cái bánh trái chỉ bấy. Ok, unary relationship, binary, ternary chẳng tờ hãy xem em cardinality viết có miễn bấy đài one to one, one to many, nâng many to many. Ok, chẳng relationship này miễn đăng bí database chẳng ạ chẳng bạch overview và time điện tế hãy mới này cứ tiết thông mùi aggregation rồi có composition đại viết chiêu relationship mùi rồi viên class. Ok đòi phở AA chẳng tới thông học này ai tưởng mơ. Ok symbol với hai nâng nên dùng này viết và time hãy khi nâng kì bài trang viết chìa P denotation thì mùi physical containment nâng tì P conceptual containment tiết thông cho mùi nâng aggregation bởi dương nâng chúng cho đo chấm nồi muối tiết để dựng dựng ẩm pi object system rồi có object modeling và dựng nè. Ok muốn nâng dựng dựng object model
lấy cho đó object oriented model mà đó. Ok. Chẳng được nông ấm rồi có object modeling ní. Ok, việc cứ chỉ technique mới để dân phương từ lưu vào slicing in an application by using the model organized around the object. Chẳng dân vô object máu vô mà riêng trong chiếc model mới xử mẹp. Ok, application dân năng. Any software development approach goes through the following stage. Chẳng dân ai follow the time stage kia chùm luôn bay nó khăn khổm nâng. Đâm bay ai phương tiện tôn chùm mùi nâng. Ok, object oriented modeling nâng bàn. Thì mùi dân thuê ca analyzing. Thì bí dân thuê ca design. Và tôi mà tiết dân thuê ca implementation. Chẳng design cái này ní, mình chỉ design form đi. Cứ dân thuê ca design từ lướt diagram. Hãy dân vô diagram nâng, tôi implement chỉ source code màu. Tôi implement chỉ data màu. Chẳng từ ốc này, ai complete ca nghiên được lại nâng. Hay được lại ní, tiết tôn mùi object oriented software development. Chẳng khi overview tu từ. Chẳng được nông object oriented software development nâng. Cái bài chạy về chiếc bài phạt. Phạt thì mỗi cứ Object Oriented Analysis. Phạt thì bí Object Oriented Design. Nâng phạt thì bấy Object Oriented Implementation. Nhưng chân là con ông phạt mỗi mỗi. Ok, là khu cầm nót ai khăn khổm đi tiết. Chân Object Oriented Analysis miền đấy thế. Ok, dương cầm nót từ lưu problem. Dương apply từ lưu formula. Dương promote từ lưu user requirement. Dương cầm nót từ lưu technique. Dương cầm nót từ lưu ok objective. Hai dương vô viên mà thuê ca design. Ok. Và tôi bị ca design hai dương ai vô viên được implement thuê chỉ coding. Ok. Hay ai chỉ testing chỉ application bàn này. Còn vấn đề chúng nói này và bạn mùi tiên nó cứ không đầm nạc ca design. Thật ta dương thật phở ấy. Chân bộ viên dương design system. Dương phở design mệnh. Dương design object. Dương design mệnh. Chẳng là cái nông Object Oriented Design nâng. Cái bánh chai chỉ bị stake tiệt cứ System Design. Hay nâng Object Design. Chẳng System Design dương Design từ lưu ấy. Là khu bà hai môn nâng mình. Miền bà màn Diagram Flowchart Flowmap rồi có Contact Diagram. Ok. Nâng miền này tiết. Anh đang dương thua cả Design từ lưu Process. Process này system bởi dương. Trong bởi xin dương design lựa data. Dương ai phở EO diagram. Dương ai phở tiện tôn muối DFD data flow diagram. Trước ban màn diagram ấy Pram. Ok. Flow chart, flow map rồi có. Ok. Contact diagram. Ok. Và tôi mà tiết EO diagram. Và tôi mà tiết data flow diagram. Chân từng ngọt nâng cư dương phở SMAP apply từ lứa system design. Và đó mà tiết object design mình chân dân dạy cái này hào dây object design pra chỉ mùi nâng UML Unifier ấy tiết UML modeling language chân là không UML mini class đó thì ai từ mưu ca nghe đây là cụ đã áo ấy. Ok activity diagram sequence diagram object diagram class diagram. Ok đã tiết tôn chỉ mùi nâng A diagram tiết development diagram cứ miên tầng ọc chẳng ai tờ lọc màu khăn ông UML thay bởi dương vĩnh UML thay ọt hỏi symbol này UML diagram thay. Ok chẳng tầng ọc này cứ chia diagram để dương ai phở cho mùi nâng. Ok object oriented diagram bàn miền bản năng nên so mùi category tiết cứ creative diagram sau đó anh chứng xem system với system từ ngọc ni ai phở cho mùi nâng EOD diagram. Ok tùm rung bài này có bàn tùm rung bài. Ok tùm rung bài này có bàn tùm rung bài này có bàn. Ok chứng với miền bậc hệ tiết EOD EOD miền bậc hệ viết cho mùi notation miền này ra bậc mùi symbol của mỗi bậc hệ để dương ai vô design chia EO diagram bàn và tôi mà tiết dương từ design viết cho mỗi đường ấy flowchart diagram để viết chia bậc hệ lấy system diagram bởi dương chứng dương ai thở flow bài đi mua về chân tới. Ok ở miền rung kiếp nào thông xót làm bàn thế
โอเคแล้วแบบนี้เชียว flowchart diagram of inventory system ตัวดามาวมือนี้ data flow ชื่อยังดับ flow diagram โอเคคอมพีโอเคจังดับได้เซลตัวเตอร์โอเคอัดมีนอันนี้ data flow ไอ้สิริเหมือน flowchart เองโอเคมือนี้บัน flowchart อุติฮอร์ชิดดอกนี่อันเย่ก็ไหลนังบานเลยถ้าวิรุษแบบใหม่มือนี้อันนี้ก็ชิฟโฟลได้จบแต่จำทำ flowchart จับดาวบินนะจบตัวน่ะโอเคประตัวปี flowchart นึงหายยังมี dfd โอเค data flow diagram โอเคจังอุติฮอร์มือนี้มือยังเต้ยัง data flow diagram นั้น data วิรุฒแบบใหม่นึกน้องโอเคจะต้องจมวยนั้น diagram บ่อยยืงหรือก็นึกน้อง application บ่อยยืงหรือก็น้อง system บ่อยยืงนั้นจังตอนไหนนั้นนะจัง keyword ได้สำคัญนึกน้องโอเคไงนี่คือปีนี่ keyword ได้สำคัญจริงๆคือปีนั้นโอเคหัวไอ้ดาชี semi bowl โอเคคือ system diagram นั้น object design system design និង object design ហើយបងប្អូនរៀនកន្លងមកឧទាហរណ៍រៀនក្នុង software អូខេ engineering លោកគ្រូឃើញដូចជាមាន ER diagram ដែរត្រូវអត់មានជួប ER diagram អត់ធានៅក្នុង software engineering យ៉ាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយឯងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី software engineering មានន័យថាម៉េចមុខវិជ្ជាហ្នឹងក៏យើងនិយាយអំពីវិស្វកម្ម softwareការបង្កើត software មួយសម្រាប់ computer បើសិនជាលោកគ្រូនិយាយពី mobile បង្កើត software មួយសម្រាប់ mobile បើសិនជាលោកគ្រូនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹង bank យើងបង្កើត software មួយសម្រាប់ឲ្យ bank អញ្ចឹងសួរថាវិស្វកម្មទៅលើ software ហ្នឹងថាតើយើងមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាច overview ពីអ្វីដែលយើងបានរៀនមកយើងត្រូវទៅស្គាល់អីអត់ទៅប្រមូល data នៅណាអូខេជួប stakeholder ឲ្យប្រមូល data បានហើយយកវាមកធ្វើអីទៀតដើម្បី complete ដំណាក់ការបន្តហ្នឹងរហូតដល់ software ហ្នឹងបញ្ចប់អូខេអញ្ចឹងចូលដល់ OOAD របស់យើងវាគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងអា software engineering ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដំណាក់ការក្នុងការធ្វើ system design អញ្ចឹង system design មិញលោកគ្រូឲ្យ diagram ចំនួនប៉ុន្មានចំនួន5ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងតាក់ទងមួយ organization ហ្នឹងវាមាន process បែបម៉េចបងប្អូនគូ flow chart ឬក៏ flow map មកនៅក្នុង organization ដែលយើងទៅធ្វើ software engineering ហ្នឹងថាវាមាន ER diagram បែបណាគួរតែមាន table អីខ្លះយើង apply វាទៅជា ER diagram អូខេបន្តមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹង data flow របស់គេវាមាន process ម៉េចយើងទៅគូ data flow diagram អូខេគូអានឹងចប់ហើយយើងអាច implement បានណានៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាអត់ប្រើតាក់ទងមួយ system diagram ទេអាច apply ជាមួយ object design បានឬក៏ object diagram បានប្រើតែ class មួយទៅចំណេញបាន12បានទាំង data flow diagram បានទាំង ER diagram ដល់ណាស់អញ្ចឹងអានេះគឺអូខេវិធីសាស្ត្រក្នុងការ apply diagram យើងដើម្បីជួយ support ទៅក្នុងsoftware engineering របស់ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ object design នេះបើសិនជាយើងសិក្សាតែ system design ទេអត់ទាន់ចូល object design ទេអត់ទាន់មាន class diagram អត់ទាន់មាន UML diagram អត់ទាន់មាន activity diagram ឬក៏ diagram ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងមួយ object oriented ហ្នឹងឯងតើណាឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នារៀនមុខវិជ្ជាមួយគឺ analysis system analysis and design តើគ្នាជួបតែ2ទេគឺអូខេ ER diagram និងអូខេ DFD data flow diagram តោះណាអញ្ចឹងញែកមុខវិជ្ជាដាច់ទៅហើយចាប់វាចូលគ្នាមកតោះនេះអាចគុំគ្នាបានទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយមានបញ្ហាអីអាចសួរនាំបានអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅខាងក្រោមទៀត object oriented principle នេះលោកគ្រូសូមប្លែងទុកសិនឥឡូវយើងមកបន្តនេះយើងបន្តិច
dương mà bắt to crom dương tích ok chứ crom tipi quạt rư vô tẹt tôn chùm mùi nâng khla diagram mà nâng dư khe diagram crom tipi tì buôn hay nâng tìm mùi xong pi diagram á ok